Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Di Động MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2023 thì lời đầu tiên em lại tiếp tục gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc các bác nhá. Bên em là kênh bán điện thoại online và ship hàng trên toàn quốc luôn. Hôm nay thì ngày hôm qua thì em bận công việc nên em không lên được clip và hôm nay lại tiếp tục review cho bác xem những sản phẩm mà bên em đang có các bác nhá. Bác nào mà cần quan tâm trước nào thì các bác có thể đặt hàng bên em qua hai hình thức. Một, nếu ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng điện thoại Di Động MV 111 Triều Khúc Hà Nội để xem máy. Còn nếu các bác ở xa không qua được cửa hàng thì cọc tiền sau đó bên em ship hàng nhà bác đến tận nơi. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhá. Ok, thì bây giờ em sẽ giới thiệu nhanh và ngắn gọn cho các bác những sản phẩm bên em đang có, như từ cây máy rẻ tiền sau đó tăng dần lên các bác nhá. Ok, thì bây giờ thì em giới thiệu cho bác đầu tiên là cây Samsung Galaxy Lốt 8 này, một con màu vàng này. Đấy, nhìn cho nó chất. Con này màu vàng gold, lốt 8, RAM 6/64GB, một trong những cái huyền thoại của dòng Samsung rồi, các bác biết rồi. Đấy, máy này đã được chạy dùng quốc tế 2 SIM rồi anh em nhé. Con này thì các bác sẽ dùng được là 2 SIM 2 sóng, giá thì 3 triệu, lốt 8. Đấy, Samsung Galaxy Lốt 8 phiên bản của Hàn Quốc, 6/64GB, 3 triệu. Sản phẩm tiếp theo đây chính là một con Xiaomi pin châu lồi đồng cối đá Zmi 10A. Con này thì các bác cũng biết rồi, một cái quả pin chắc nếu mà để nghe gọi chắc cả tuần mới hết luôn. Redmi 10A màn hình to 2 SIM 2 sóng, RAM 2/32GB, tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Cái này thì phù hợp cho người già, học sinh, sinh viên, người cao tuổi dùng. Cái này là giá 999.000 các bác nhá. Ok, sản phẩm tiếp theo, sản phẩm thứ ba, đây chính là một con Oppo A54. Đấy, trong cái tầm tiền hơn 2 triệu các bác có thể lựa chọn con Oppo A54 này, cũng là một trong những cái lựa chọn hợp lý này. Con này thì máy đẹp 98%, tất cả mọi chức năng hoạt động ok, camera AI này. Đấy, phiên bản này là phiên bản quốc tế, vân tay bên cạnh, màn hình cũng khá là to, 2 SIM 2 sóng, nói chung là vừa tiền. Đấy các bác nhé, con này thì giá chỉ có 2.500.000 thôi. Oppo A54. Đấy, RAM 4, bộ trong là 128GB. Thực tế thì anh em dùng những cái dòng Android này ấy, thì nó hay cái là cái bộ trong của nó rất là cao và ưu ái các bác nhé. Khi mà dùng những con iPhone thì để mà mua được những cái con bộ nhớ trong 128 256GB thì nó là cả một vấn đề luôn. Những con ấy phải bỏ tiền ra nhiều, rất là nhiều. Nhưng Samsung, Oppo, Vivo, linh tinh, Xiaomi này thì các bác chỉ bỏ ra hơn 2 triệu thôi là các bác đã có một cái bộ trong 128GB, 2 SIM 2 sóng, rất là tiện lợi, tất cả mọi chức năng thì hoạt động bình thường. Đấy, thì cây này là cây Oppo A54, 2 triệu rưỡi các bác nhá. Ok, sản phẩm tiếp theo, cây này là một cây Samsung Galaxy A23. Cây này đẹp 99,69%, đẹp không khác này một chiếc máy mới luôn, nguyên siêu viền này các bác này. Cây này thì nguyên cả siêu viền dưới luôn, bên hông còn nguyên siêu viền. Thì cây này đẹp nét nẹt 99%, A23 thì thiết kế các bác nhìn này nó quá đẹp luôn. Các bác sẽ được sở hữu vân tay bên cạnh, màn hình to. Đấy, phiên bản Hàn Quốc 1 SIM. Con này thì pin của nó lên tới các bác biết không? 5.000 bây giờ các bác nhá. Màn hình to và pin 5.000 thì các bác biết rồi. Đấy, cực kỳ trâu luôn. 5.000, RAM 4 128GB. Cây này thì 1 SIM, phiên bản Hàn 2.8 các bác nhá. Tất cả các chức năng hoạt động ok, máy nguyên zin nguyên bản. Ok, sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác thì chính là con Samsung Galaxy A32. A32 này cũng gần hết hàng rồi, chỉ còn có vài chiếc nữa là hết hàng. Bác nào mà cần mua những cái máy cao tiền, ví dụ như S22 Ultra, S21 Ultra, Lốt 20 Ultra, những cái dòng đời cao của Samsung, thì các bác xem cuối video các bác nhé. Cuối video. Còn trong clip này thì em đang giới thiệu cho bác lần lượt từ những cái máy rẻ tiền sau đó tăng dần lên. Đây chính là một con Samsung Galaxy A32, một con màu trắng, màu tím, màu đen, 3 màu các bác nhé. Thiết kế của A32 thì nó quá đẹp luôn. Nói chung là cái dòng này thì là máy rẻ tiền các bác, nhưng mà các bác được sở hữu một cái màn hình là màn AMOLED này các bác này. Màn AMOLED kết hợp với quả pin. Pin của này lên tới 5.000 mAh các bác nhá. Các bác nhìn này. Pin 5.000 mAh. Đấy, RAM 4 bộ trong là 64GB. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Samsung Galaxy A32. Ba cây này thì nó là hàng đẹp keng, tầm 98 đến 99%. Ba cây này nguyên siêu viền luôn, đẹp không khác là một chiếc máy mới luôn các bác nhá. Thì cây này hiện tại em đang bán cho các bác là giá là 2.800.000. Đấy, bác nào mà yêu thích thì các bác có thể đặt hàng bên em qua số Zalo đây, 2.800.000. Một cái sản phẩm tiếp theo loanh quanh phân khúc ba cổ thì đây chính là con LG VenVet. Các bác cũng biết rồi, VenVet là một trong cái máy mà cấu hình cao, giá rất hợp lý luôn. Một con máy thiết kế độc lạ này, đằng trước đằng sau đều bằng kính. Con này bo cong cả trước cả sau luôn các bác nhá. RAM 8GB, bộ trong là 128GB. Màn hình có chế độ Always Display này, có đề Always Display là hiển thị thông tin ngày tháng giờ rồi pin bổng các kiểu trên màn hình, và có chế độ Tap và Tap này, hai lần tắt chạm màn hình, các chức năng ngon lành cảnh quất luôn. Nói chung là những cái về vấn đề gọi là Always hay tỷ lệ 18:9 này thì LG gần như đi đầu rồi. Anh em nào đến tìm hiểu về gọi là về Samsung, về điện thoại thì các bác biết.
những cái tỷ lệ màn hình 18:9 này, rồi all the way này, màn hình cong này các kiểu, thì LG nó cũng là một trong cái thương hiệu đi đầu luôn các bác nhá. Con này thì là Venvet bản Hàn, RAM 8/1 chai 8GB, giá là 3,4 triệu. Đấy, nói chung là hơn 3 triệu mua con này về cũng khá là ok, sạc nhanh tay C, jack 3.5, đầy đủ màn hình to, cong 6,8 inch các nhá. Anh em có thể trải nghiệm những con này. Cây này thì em tặng cho các bác là sạc cáp và dán màn hình thôi, không có ốp lưng. LG Venvet 3,4 triệu. Hôm nay thì có một con Quantum 2. Con này chính xác là bán cho một bác từ trước Tết cơ, nhưng mà cái đơn này là bác ấy không đủ tiền để lấy, thế nên nó hoàn về. Các bác biết hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch rồi. Đấy, qua rằm rồi, gần hết tháng 1 rồi mà đơn hàng nó mới hoàn về. Đấy, đơn hàng trước Tết các bác nhá. Nghĩa là khoảng 1 tháng thì đơn hàng nó mới hoàn về đây. Đấy, thì các bác biết là một đơn hàng khi các bác không nhận hàng thì nó hoàn về rất là lâu. Cây này là cây Quantum 2, trước Tết thì đã bán cho bác đấy, nhưng mà bác không đủ tiền thì lại hoàn về đây. Cái này thì các bác biết rồi, Quantum 2 là một trong con máy trong cái tầm tiền hơn 3 triệu quá là ngon luôn. Bình thường thì em hay bán cái loại này thì khoảng hơn 4 triệu một chiếc. Bởi vì sao? Các bác nhìn này, một cái màn hình, nó màn hình 6,7 inch, màn cong tràn viền, đấy, 2K 120Hz, phiên bản Hàn Quốc này, đấy, RAM 6/128GB, pin 4500 và có hỗ trợ cho các bác là chip Qualcomm 855+. Con này thì tại vì sao mà em bán giá chỉ có 3,7 triệu thôi? Vì hôm trước các bác cũng theo dõi rồi, có những chiếc thì 4,3 triệu. 4,3 triệu là chênh nhau với con này 600, thì con này em nói luôn là trên màn hình của nó hơi phân tầng hoặc lưu ảnh siêu nhẹ các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, gọi là cực kỳ mờ luôn các bác này, thì mắt bác nào phải tầm 10/10 thì các bác mới nhìn được nha các bác nhá. Còn cái loại mắt mà hơi cận một tí ấy, thì khỏi phải nói luôn là không nhìn được đâu các bạn. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. Camera này, trước cầm sau đều ok. Cái này thì giá là 3,7 triệu. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Tình trạng như nào em bán giá như thế các bác nhá. Bên em thì các bác biết rồi, xem kênh nhà em nhiều thì các bác biết tình trạng như nào. Em sẽ phân loại hàng ra giá công khai luôn, không úp mở úp miết gì cả. Đấy, các bác đến cửa hàng xem, đưa máy phát các bác biết là giá bao nhiêu. Trừ những cái hàng nó đẹp keng, lét này nẹt thì em không ghi giá. Đấy, các loại nào nó đẹp lét như kiểu ngọc tờ rinh này thì em không ghi giá, bởi vì nó có giá chung, giá niêm yết rồi. Đấy các bác nhá. Còn những cái con mà đã gọi là hàng đã phẩy phẩy một chút này thì em đều ghi giá ra. Đấy, 3,7 triệu. Nào các bác đã mua được một chiếc rồi các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác một cái dòng tiếp theo trong cái phân khúc tầm tiền hơn 4 triệu. Galaxy Note 15G. Hôm nay thì lại có hai cây phiên bản Hàn, một cây phiên bản Samsung Việt Nam. Note 15G thì các bác cũng biết rồi, một trong những con máy nó quá đẹp, nó đi vào gọi là sách giáo khoa thiết kế điện thoại được luôn các bác nhá. Con này thì em về được hai cây bản Hàn và cây bản Việt, thì nó khác nhau cái gì? Bản Việt này thì nó giá nó đang cao hơn một chút, là 4,5 triệu. Cây Samsung Việt Nam này em ghi sau là 2 SIM. Đấy, bản Việt thì sẽ dùng được 2 SIM, còn bản Hàn nó dùng 1 SIM. Nếu bác nào có nhu cầu dùng 2 SIM thì bác quất con bản Việt này. Đấy, các bác nhìn này, 2 SIM 2 sóng này. Đấy, mọi chức năng hoạt động ok. Con này thì RAM của nó xem là RAM bản Việt thì có 8GB RAM thôi, và bộ trong là 256GB. Được cái là nó dùng được 2 SIM vật lý các bác nhá. Bác nào mà tích 2 SIM vật lý mà có hỗ trợ game cục gọi thì các bác quất con bản Việt này. Con này thì hình thức của nó thì cũng tầm 95-96%. Đấy, 95-96%, 4,5 triệu các bác nhá. Còn bản Việt 4,5 triệu, 4,5 triệu. Còn nếu bác nào mà dùng 1 SIM thôi ấy, thì các bác lựa chọn bản Hàn này, vừa được cái RAM 12 và giá lại rẻ hơn các bác nhá. Đấy, mà hình thức lại đẹp hơn nữa. Con này thì hình thức của nó trên 98%, RAM 12 256GB. Hai con này thì trên 98%, mọi chức năng hoạt động ok. Cây này thì em đang bán cho các bác với giá là 4,3 triệu. Một cây Samsung Galaxy Note 15G. Đấy, phiên bản màn hình 6,3 inch, màn hình cong tràn viền cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Thiết kế bo cong tràn viền này. Đấy, phong cách vuông vắn đặc trưng dòng Note này, có loa kép này, sạc nhanh tay C, bút F Pen các kiểu đầy đủ luôn. Cây Note 10 giá 4,3 triệu một chiếc các bác nhá. Còn cây bản Việt là 4,5 triệu, máy full, tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường. Ok, và bây giờ thì em giới thiệu trong cái tầm tiền hơn 4 triệu có một cái mã nữa, chính là S20FE. Các bác biết rồi, S20FE là gọi là như kiểu lồi đồng cối đá ấy các bác nhá. Bác nào mà thích lồi đồng cối đá mà cấu hình cao mượt thì các bác quất ngay con S20FE này cho em. Về thiết kế của nó thì không được đẹp như kiểu là con Note 10 Plus, Note 15G. Các bác nhìn Note 15G thì đằng trước đằng sau đều bo cong. Nhưng S20FE là một thiết kế cứng cáp các bác nhá, cứng cáp phù hợp cho những anh em nào mà thích một con máy gọi là cứng cáp để trải nghiệm. Đây chính là một con S20FE. Trước mặt các bác đây là một con S20FE phiên bản Mỹ và phiên bản Hàn. Em có đầy đủ hết cả hai phiên bản các bác nhá. Đây phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ đầy đủ hết này. Đấy, đây là phiên bản Hàn này, còn đây là bản Mỹ. Về cơ bản bản Hàn và Mỹ cấu hình giống hệt nhau, thế nên em sẽ không phân biệt bản Hàn hay bản Mỹ, và bán giá nó như nhau hết các bác nhá. Về cấu hình của con S20FE này thì con này thì nó là một SIM có hỗ trợ 5G, bản Hàn bản Mỹ giống nhau các bác nhá. Đều được trang bị viên pin 4500, RAM thì là RAM
6/128GB đều sử dụng chung con chip của Qualcomm Snapdragon là 865. Và con này thì có một cái quả màn hình 6.5 inch, tần số quét màn hình lên 120Hz các bạn nhá. Nói chung là trong cái tầm tiền hơn 4 triệu ấy thì khó có con nào qua nổi được con S20 Pro này. Giá đang là 4.300.000 một chiếc, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình, có màu đen, gọi là màu xanh đen, cây này thì gọi là màu xanh đen thì đúng hơn, màu trắng ngọc tờ rinh, và một con màu hồng nam tính này nữa. Đấy, con này thì gọi là phù hợp cho những anh em nào mạnh mẽ nam tính thì quất con màu hồng nam tính này, còn không thì chơi màu trắng hoặc con màu xanh than này các bạn nhá. Về hình thức của máy thì em đánh giá nó tầm 97%. Đấy, trên 97% mọi chức năng thì hoạt động ok. Nếu mà xoay kỹ thì cũng có cái vết xước phẩy nhẹ. Thực tế thì em nhìn như này thì cũng khá là đẹp này. Hình như những cái con phẩy bán hết rồi sao ấy. Đây có con này nó hơi phẩy xíu thôi. Nói chung là khá là đẹp, trên 97-98% các bạn nhé. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy, S20 FE 5G phiên bản Hàn Quốc và phiên bản Mỹ đã có mức giá đồng giá là 4.300.000, tặng sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình các bạn nhé. Ok, bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho bác những cái dòng máy trên 5 triệu. Trên 5 triệu thì em đã có một cái lô Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản Mỹ này các bạn này, Mỹ này. Ở đây có một cây phiên bản Hàn Quốc. Đấy, bản Hàn Quốc em sẽ giới thiệu sau. Note 20 5G bản Mỹ, máy thì cấu hình cao, giá thì loanh quanh hơn 5 triệu. Lô này thì đang có mức giá 5,6 triệu là các bác đã mua rồi. Cái này thì các bác sẽ được sở hữu gồm 3 cam sau, một đèn flash này. Con này thì có cái sạc nhanh tay si, có bút S-Pen, có loa kép các bác nhá. Nói chung đầy đủ tất cả mọi chức năng. Màn hình thì màn AMOLED 6,7 inch, màn hình phẳng tràn viền. Đấy, màn hình phẳng tràn viền như này các bác nhá. Màn đẹp trong veo, không có ám ố lưu ảnh gì và mọi chức năng hoạt động bình thường. Note 20 5G này các bác sẽ được sở hữu là hai SIM. Đấy, hai sóng, pin của 4.300, RAM thì 8/128GB. Trên này thì em đọc cấu hình rất là rõ rồi. Chip Qualcomm 865. Nói chung là một trong những con máy mà trong cái tầm tiền này thì rất hợp lý luôn. Đấy, 5.600.000 là các bác đã mua rồi. Máy Note 20 này thì nó là một trong những con máy quá lành luôn các bác nhá. Không có lỗi vặt, lỗi vùng gì cả. Đấy, 5.600.000 một chiếc, có màu xanh lục và màu đồng. Đấy, bản Mỹ, hai SIM. Ngoài ra thì bản Mỹ em có một cây thanh lý giá chỉ có 4 triệu thôi. Cái này thì nó bị lưu ảnh các bác nhá. Nó bị lưu ảnh một chút. Đây các bác nhìn dấu cộng này. Đấy, lưu ảnh dấu cộng với ngôi nhà. Thì cây này em thanh lý chỉ có 4 triệu thôi. Đấy, chữ for you nữa. Cái này thì các bác biết rồi, cái lưu ảnh và cái đốm màn của Samsung này ấy. À, cái lưu ảnh và cái phân tầng của Samsung này nó cực kỳ lành và bền luôn. Thì cây này em thanh lý cho các bác giá chỉ có 4 triệu thôi các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình, nó rẻ hơn cây kia tận 1.600.000. Đấy, rẻ hơn gần 20% rồi. À đâu, 20% rồi các bác nhá. Cây Galaxy Note 20 5G bản Mỹ, cây này giá 4 triệu. Ngoài ra thì có một cây phiên bản Hàn Quốc này. Đấy, cây này cũng mới về, cây này thì một SIM nhưng mà ngược lại bộ trong của nó 2556GB. Note 20 5G phiên bản Hàn có mã L này. Đấy, tất cả mọi thứ giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái là bộ trong của nó là 256GB, còn bản Mỹ thì nó chỉ có 128GB thôi các bạn nhá. Nhưng cây này nó chỉ dùng được một SIM thôi, cây duy nhất phiên bản Hàn Quốc, 5.600.000, tặng sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình cho các bác. Ok, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho bác một cái dòng máy cũng cái tầm tiền này, thì đây chính là con S20 Plus phiên bản Mỹ. Con này thì màu đen huyền bí này. Đấy, màu đen bóng các bác nhá, một màu đen đen. Đấy, con này thì S20 Plus được sở hữu một cái màn hình AMOLED 6.7 inch, màn 2K 120Hz, RAM 12GB, bộ trong là 128GB, một trong con máy cấu hình rất cao luôn của dòng Samsung. Đấy, hai SIM có hỗ trợ 5G. Con này phiên bản Mỹ thì các bác sẽ dùng hai SIM, pin của nó lên tới 4.500 mAh các bác nhá. RAM thì là 12GB và bộ trong là 128GB. Chip xử lý Qualcomm Snapdragon 865 thì nó quá mạnh mà ngon rồi. Cây này giá cho các bác 5.400.000, cây bản Mỹ. Còn ngoài ra em có một cây phiên bản Hàn Quốc, cây này 5.400.000 tiếp. Cây này bản Hàn Quốc thì nó dùng một SIM, nhưng ngược lại cái bộ trong của nó sẽ là 256GB các bác nhá. Cây này giá cho các bác là 5.400.000. Bản Hàn Quốc này thì cũng không có lỗi lầm gì, hình thức của hai cây này thì nó đánh giá tầm trên 98%. Mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, trên 98% các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, S20 Plus phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Đấy, bác nào mà thích một SIM thì các bác lựa chọn bản Hàn. Nhưng mà bộ trong của bản Hàn này 256GB. Còn bác nào thích hai SIM thì bác chọn bản Mỹ. Nhưng bản Mỹ chỉ có 128GB thôi các bác nhá. Đấy, hai cây đồng giá 5.400.000, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình cho các bác, không thiếu một thứ gì. Và ngoài ra thì em thanh lý một con S20 Plus phiên bản Hàn Quốc, cây này bị lưu ảnh nhẹ, giá chỉ có 4 triệu thôi. Đấy, bị lưu ảnh nhỉ. Đấy, các bác nhìn này, bên dưới nó bị phân tầng lưu ảnh nhẹ một chút như này các bác nhá. Cái này thì giá chỉ có 4 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. S20 Plus 5G phiên bản Hàn, cây này giá 4 triệu các bác nhá. S20 Plus màu xanh ngọc 4 triệu.
Ok, và sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu cho bác một con máy trong cái phân khúc mà tầm tiền trên 5 triệu đi, một con S20 FE phiên bản Samsung Việt Nam vừa mới về xong. Con này thì hai sim hai sóng này, hỗ trợ ghi âm cuộc gọi này. Đấy, bản dung lượng 128GB. Đấy, S20 FE các bác nhá. S20 FE này thì màn hình của nó kích thước là khoảng 6,5 inch. Màn hình phẳng này, trong veo luôn, không có AMOLED gì. Ngày xưa có lẽ đây mấy bè này lúc nó ra, thời điểm nó ra nó rất là đắt tiền luôn. Nhưng đến thời điểm này thì nó rất là êm rồi. Một con máy chỉ có 5 triệu rưỡi là các bác đã mua được con S21 FE rồi các bác nhá. FE nghĩa là Fan Edition ấy, bản Samsung Việt Nam, 5 triệu 500 nghìn là các bác đã mua rồi. Con này camera chụp ảnh đẹp luôn này, các bác nhìn này. Đấy, camera chụp ảnh đẹp luôn. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động ok, hai sim vật lý hỗ trợ kiểm cuộc gọi. S21 FE 5G, cây này giá 5 triệu rưỡi anh em nhé. Con nào mà bác nào mà cần chốt thì cứ nhắn tin Zalo cho bên em để đặt hàng, hoặc nhắn tin qua fanpage. Tất cả mọi thông tin nào các bác cần với thông tin bảo hành các kiểu thì các bác xem ở mục mô tả của video, ngày nào cũng ghi các bác nhé. Ok, và một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là S21 5G. S21 5G thì hôm nay về gọi là bản Mỹ nhiều vô số luôn để cho anh em chọn này. Đấy, bản Mỹ đang có mức giá từ 5 triệu 3 đến 5 triệu rưỡi là các bác đã mua rồi. Có cây thì đẹp hơn, nhỉnh hơn tí thì 5 triệu 6 thôi. Đấy, lại nó bù vào những cái cây kia. Đây là một cái lô S21 FE, S21 5G mà Zero MV mới về. Có rất nhiều các bác nhá. Màu tím, màu hồng lam tính, màu trắng ngọc tring này, màu đen huyền bí nữa. Đầy đủ các màu cho các bác lựa chọn này. S21 5G. Và bên em đã phân loại giá tiền nó rồi. Các bác nhìn này, 5 triệu rưỡi này, rồi 5 triệu 3 này, đấy, rồi 5 triệu rưỡi này. Đấy, 5 triệu 6 này, các bác biết rồi. S21 5G là một con máy gọi là nhỏ gọn, dành cho những cái bác đi lại nhiều, đút túi quần, túi áo, các kiểu nó tiện, nó nhẹ nhàng. Thì các bác có thể lựa chọn con S21 5G này các bác nhé. Con này thì các bác sẽ được sở hữu gồm 3 cam sau, một đèn flash, có sạc nhanh tai C, này, loa kép này, các kiểu đầy đủ luôn. Đấy, con màu trắng này như hết pin này. Con này đang hết pin rồi. Đấy, loa kép sạc nhanh tai C, các kiểu đầy đủ các bác nhé. Các bác sẽ được sở hữu cho em một cái màn hình là màn hình AMOLED này. Của con này thì rộng 6,2 inch, màn hình phẳng các bác nhá. Tần số quét màn hình 120Hz, phiên bản Mỹ, hai sim có hỗ trợ 5G. Đấy, dung lượng pin của nó là 4000, RAM thì 8/128GB, bản Mỹ thì nó chỉ nằm 128GB thôi. Và cái chất lượng camera thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Chất lượng camera này các kiểu này, zoom. Đấy, các bác nhìn chưa? Chất lượng tốt chưa? Màu sắc các kiểu cực kỳ tươi luôn. Nói chung là một con máy nhỏ gọn, cấu hình cao, phù hợp cho những bác đi lại đút túi quần túi áo các kiểu thì tiện. Giá 5 triệu 3 đến 5 triệu 6, 5 triệu rưỡi là các bác đã mua một chiếc rồi. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin Zalo cho bên em. Ví dụ như các bác cần một con S21 5G màu đen chẳng hạn, bác cần một con 5 triệu 3 hoặc cần một con 5 triệu rưỡi thì các bác cứ nhắn tin, cho đó em sẽ chụp ảnh cho các bác xem một con. Ok, thì anh em cọc tiền để vào việc các bác nhá. Bên em thì gửi hàng đi thì bắt buộc phải cọc tiền em mới gửi hàng. Đấy, để tránh gọi là đặt ảo. Ok, và một cái sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu cho bác thì chính là con S21 Plus rồi. S21 Plus hiện nay thì bản Mỹ em cũng không có hàng, đang đợi cái lô hàng nó về. Đấy, đang đợi lô hàng về thì em đang có phiên bản Hàn. Và hôm nay thì có về được một cây S21 Plus phiên bản Samsung Việt Nam. Anh em nào nhanh tay thì chốt con này các bác nhá. Nhanh tay thì được con này. Đấy, con này là phiên bản Samsung Việt Nam, màu tím mộng mơ. Đấy. Con này thì hai sim vật lý, hỗ trợ game cuộc gọi luôn, đầy đủ mọi chức năng. Các chức năng ok, ngon lành cánh quất. Đấy. Con này thì phiên bản S21 Plus này, phiên bản 5G có hỗ trợ game cuộc gọi, hai sim vật lý. Đấy, pin của nó 4800, nói chung thời lượng pin khá là tốt các bác nhá. RAM thì là RAM 8GB và bộ trong là 128GB. Con này thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok, bản Samsung Việt Nam phù hợp cho những bác thích hai sim vật lý hay thích game cuộc gọi thì các bác lựa chọn con này. Đấy, S21 Plus màu tím mộng mơ, cây này hình thức thì được tầm 98% trở lên. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy các bác nhá. Đấy, cây này thì giá đang là 6.900.000 một tặng đầy đủ sạc cắp này, ốp lưng này, dán màn hình cho các bác. Và ngoài ra thì em đang có một cái lô còn vài cây S21 Plus phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Phiên bản Hàn Quốc này thì nó dùng được làm một sim, nhưng mà cái cấu hình nó khá là ngon. Nếu bác nào mà dùng một sim thì các bác có thể lựa chọn bản Hàn. Thứ nhất là vừa rẻ, thứ hai là cấu hình nó khá là cao, RAM 8GB và bộ trong là 256GB, hỗ trợ game cuộc gọi luôn. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động ok, màn hình cũng là màn hình AMOLED 6,7 inch, cũng viên pin 4800, mọi chức năng ngon lành cánh quất. Cái này thì giá cho các bác là 6 triệu rưỡi, còn hai chiếc màu đen và màu trắng bạc này các bác nhá. Màu đen và màu đa sắc này nữa. Đấy, hai chiếc cây, hai cây này là đang có giá là 6 triệu 500 nghìn. Tặng sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình đầy đủ cho các bác, không thiếu cái gì, chỉ việc cắm sim mà dùng thôi. Đấy các bác nhá. Bên em là không có tặng tai nghe. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là sao bảo trên video có tai nghe mà lại gửi đến lại không có, thì bên em là trước nay thì em không bao giờ em tặng tai nghe cho ai cả.
trừ 3 cái ngày đầu tiên đầu năm ra là em sẽ tặng tai nghe thôi, còn bình thường là ai muốn mua tai nghe là phải mua thêm các bác nhá. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái hàng mà tặng tai nghe mà tặng 3 cái đồ đẻo, tai nghe các bác về không nghe được, cái các bác lại bảo đồ đẻo thì em không tặng tai nghe. Đấy, em nhắc lại là bên em chỉ tặng sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình. Những con nào không có ốp lưng thì em sẽ báo trong clip là không có ốp lưng các bác nhá. Nhưng mà thường thì em từ gần đến 95% là mọi máy bên em đều có ốp lưng hết. Đấy, ốp lưng này, sạc cáp, dán màn hình. Hầu hết là mọi máy khi gửi đi là bên em sẽ dán sẵn màn hình cho các bác nhé. Còn anh em nào nếu có nhu cầu mà không muốn dán thì các bác có thể bảo em là không cần dán. Đấy, nhưng mà thường thì em sẽ dán sẵn, mặc định là em sẽ dán sẵn màn hình cho các bác. Đấy, các bác nhận hàng là có một cái miếng dán màn hình sẵn rồi, sẵn trên màn rồi các bác nhé. Và không tặng tai nghe. Đấy, bên em không có tặng tai nghe đâu. Nên là nhiều bác cứ bảo sao trên clip mà em chẳng có một cái clip nào em bảo là em tặng tai nghe cả. Và tiếp tục sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác thì chính là S21 Ultra. Nhưng trước khi giới thiệu S21 Ultra em phải giới thiệu cho bác một cái lô lốt 20 Ultra trước. Lô lốt 20 Ultra này thì em đang có một cái lô đầu tiên đắt tiền nhất, chính là phiên bản Mỹ. Bản Mỹ này tại sao nó đắt tiền? Bởi vì nó là hàng đẹp nét như ngọc tờ ring, đẹp 99,69% các bác nhé. Em đang có sẵn màu đen. Đấy, màu đen bản Mỹ đẹp nét luôn, mới về. Đấy, hôm trước thì có mới về mấy cây thì cứ bán hết rồi, hôm nay lại tiếp tục về vài cây nữa. Hàng đẹp không một tì vết, như nước không một vết nước chấm luôn các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, ba cây này còn nguyên cả siêu viền luôn này các bác nhá. Cây này thì bỏ khay sim ra để test thôi. Đấy. Đẹp không một tì vết, dành cho những cái bác nào thích hàng đẹp. Ôi nguyên siêu viền luôn này các bác này. Gọi là hàng chất như nước cất luôn các bác nhá. Con này chính là một con lốt 20 Ultra phiên bản Mỹ. Các bác sẽ được sở hữu một cái cấu hình khá là cao. Đấy, con này thì tất cả mọi máy khi về cửa hàng điện thoại Zido MV bên em sẽ áp hết tần số quốc tế. Ví dụ như con này nha, nếu mà đơn vị nào mà người ta bán cho các bác mà người ta lười, người ta không áp chẳng hạn, thì ví dụ như một con AT&T này các bác nhận được, đấy, con Mỹ bản của nhà mạng AT&T này các bác nhận được nha, thì nó vẫn dùng như bình thường, nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà các bác nhìn này, nó không có cái chức năng bật tắt nhanh dữ liệu di động này. Đấy, nó một cái rất là bất tiện luôn, cái đấy là cực kỳ quan trọng luôn các bác nhá. Đấy, nếu đơn vị nào người ta lười này, các bác nhìn này, không có cái chức năng bật tắt nhanh dữ liệu di động này. Đấy, nhưng trong ngày mai thì tất vì cái hàng này của em mới về nên em đã quay lên cho bác luôn nên em chưa kịp áp dụng quốc tế. Nhưng trong ngày mai em sẽ áp hết ứng dụng quốc tế nha các anh em. Loại bỏ hết áp giác cảm thừa, tất cả mọi những ứng dụng trên máy đều là ứng dụng mặc định của Samsung, không có những cái ứng dụng nhà mạng lung tung này đâu. Đấy các anh em. Đấy, không có ứng dụng nào nhà mạng linh tinh này. Và có chức năng bật tắt nhanh di động, tất cả mọi thứ như một máy bán tại Việt Nam, nói chung không khác một cái gì hết. Đấy, thì các bác những cái con máy bản Mỹ này thì cũng rất nhiều đơn vị bán, nhưng nếu mà người ta bận chẳng hạn, hay là người ta quên, người ta không áp, thì đương nhiên là nó sẽ có những cái chức năng nó rất là khó chịu luôn các bác nhá. Thì đây chính là con lốt 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ mà em bên em đang có. Giá hiện tại đang là 8.900.000, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì có lô phiên bản Hàn, phiên bản Việt Nam. Đấy, phiên bản Việt Nam này thì giá cũng rất là êm. Bản Việt Nam này nó dùng hai sim vật lý và có hỗ trợ game cuộc gọi. Đấy, bác nào mà thích hai sim vật lý và thích game cuộc gọi thì các bác quất ngay 8.3, 8.5 và 8.7 này các bác nhá. Cấu hình thì ra làm sao? Bộ trong này 256GB. Đấy, RAM thì đương nhiên là RAM con này xem là RAM 12 à. Con này RAM 8 thôi, bản Việt Nam nó chỉ có RAM 8 thôi. Nhưng thực tế thì nếu bác nào mà không chơi game thì RAM 8 hay RAM 12 thì em nghĩ là nó cũng không thay đổi nhiều. Đấy, nhưng mà con này cái ưu điểm của cái bản Việt này ấy, chính là dùng được là hai sim. Hai sim vật lý các bác nhá. Hai sim vật lý và hỗ trợ game cuộc gọi. Còn bản Mỹ thì nó chỉ dùng được là một sim vật lý và một eSIM và không hỗ trợ game cuộc gọi. Nhưng bản Mỹ này thì cái chip của nó khá là ngon. À, và cái RAM của nó cũng ngon, RAM của nó RAM 12GB các bác nhá. RAM 12GB nhưng bộ nhớ của nó lại kém hơn. Nhưng ngược lại thì cái dòng này thì lại hỗ trợ game cuộc gọi. Thế nên là mỗi con nó có cái ưu điểm khác nhau. Ví dụ bản Việt này thì 256GB nhưng RAM chỉ có 8GB thôi. Nhưng mà nó lại dùng được là hai sim vật lý và hỗ trợ game cuộc gọi các bác nhá. Thì đối với cái phiên bản Việt Nam này em đã có 3 chiếc, một chiếc 8.3 triệu, cây màu đen, cây này thì lưng đẹp này, viền hơi xước các bác nhá. Đây, viền hơi xước này, các bác nhìn viền nó hơi xước như này nhá. Cái này thì về anh em dùng ốp lưng là ok. Màn hình thì đẹp này. Đấy, màn hình trong vắt luôn. Chỉ có mỗi cái là cây này viền nó hơi xước thì cây này em bán 8.3 triệu, lốt 20 bản Samsung Việt Nam các bác nhá. Còn hai cây này thì 8.5 triệu và 8.7 triệu thì đương nhiên nó đẹp hơn rồi. Các bác nhìn này, lưng nước đẹp này, viền cũng đẹp hơn. Đấy thì 8.5 triệu và 8.7 triệu thôi. Còn lại nó chả làm sao cả. Đấy, viền đẹp hơn, tất cả các chức năng ok. Đấy, mọi chức năng thì em đã test hết rồi. Đấy thì hai cái này viền nó đẹp hơn. Còn ngoài ra nếu bác nào mà thích nó là gọi là cấu hình nó cao nhất trong tất cả các phiên bản thì nó hội tụ tất cả ấy, thì là phiên bản Hàn rồi. Bản Hàn thì chắc chắn là ngon nhất trong các bản.
Nhưng bản Hàn thì lại ưu nhược điểm của nó lại chỉ dùng một sim. Đấy, hai cái thằng kia thì nó là hai sim nhưng mà nó lại có cái này nó kém cái kia. Nhưng mà cái bản Hàn Quốc này thì cấu hình cao nhất. RAM thì 12GB. Đấy, bằng bản Mỹ, bộ trong 256GB bằng bản Việt. Có hỗ trợ game cuộc gọi bằng bản Việt luôn. Nhưng ngược lại cháu nó chỉ dùng được có một sim anh em nhé. Đấy, cháu nó chỉ dùng được một sim thôi. Đấy, thì các bác đưa ra cái phương án lựa chọn hợp lý cho mình. Bác nào mà cảm thấy con nào phù hợp thì anh em vào việc các nhé. Hai cây bản Hàn này thì có giá là 7.800.000 một chiếc. Hai cây này thì hình thức của máy thì em đánh giá nó tầm 97% trở lên. Góc hơi phẩy một tí, hơi cấn như một tí các bác nhé. Đấy, tầm 97% trở lên. Hai cây lốt 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc 7.800.000 một chiếc các bác nhé. Giá rất êm luôn. Và một cái sản phẩm tiếp theo thì chính là S21 Ultra. S21 Ultra thì em đang có cả hàng đẹp bản Mỹ và bản Việt Nam. Đây, bản Mỹ thì các bác biết rồi, màu đen và màu trắng bạc là những em hàng đẹp xuất sắc nhất tại cửa hàng điện thoại Zero MV. Hàng này thì nói chung là đẹp không một tì vết luôn các bác nhá. Bản Mỹ 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G. RAM thì 12GB, bộ trong là 128GB. Bản Mỹ này thì các bác được trang bị một cái viên pin là 5000 bây giờ. Đấy, 2 sim 2 sóng các bác cứ nhìn hai mây này, hai sim này có hỗ trợ 5G này. Đấy, bản Mỹ này RAM 12 128GB lưu trữ thoải mái luôn. Thực tế 128GB thì các bác trừ khi các bác quay video quá nhiều thôi. Chứ còn nếu mà các bác chụp ảnh bình thường thì các bác lưu đến 6-70GB ảnh thì các bác đã lưu gọi là quá nhiều ảnh rồi các bác nhá. Đấy, 128GB RAM 12. Đấy, con này các chức năng hoạt động ok, camera chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Phiên bản của Mỹ, hàng đẹp keng nét đẹp này em đang bán là 9.500.000 các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình, có hai màu là màu đen và màu bạc. Còn ngoài ra thì em có rất nhiều hàng phẩy các bác nhá. Đấy, S21 Ultra này em có rất nhiều cái loại hàng 8.3 đến 8.5. Anh em có thể tham khảo. 8.3 đến 8.5 này thì hình thức của nó được tầm 96 đến 97%. Mọi chức năng thì em bao full hết vào màn hình, bao sáng đẹp luôn các bác nhá. Không có ám ố lưu ảnh gì và các chức năng ok hết. Chỉ có mỗi cái nó không nét nền nẹt gọi là như kiểu cái con kia thôi. Đấy thì các bác có thể lựa chọn đây này. Màn hình sáng trưng luôn, đẹp luôn, 8.500.000, rẻ hơn con kia được 1 triệu. Thì các bác được một con máy nó tầm 97% như này. Đấy, rất đẹp luôn. 97% như này quá ngon. Trong cái lô hàng này thì em về khá nhiều nhưng em bán vội mất rồi. Đây nó chỉ gọi là hơi xước nhẹ một chút thôi các bác nhá. Thì những cái con này là 8.500.000 này. Rồi có những con thì nó xước hơn một chút nữa thì 8.300.000. Đấy, tình trạng như nào thì bên em sẽ phân ra và báo chi tiết cho các bác đây. Nó bị xước viền như này thì là 8.300.000 này các bác nhá. Đấy thì bác nào mà kết mà chốt trước nào thì nhắn tin Zalo cho bên em, đủ các loại hàng cho các bác lựa chọn. Và có một cái loại nữa là một loại bản Samsung Việt Nam. Đây, S21 Ultra bản Samsung Việt Nam. Nghĩa là máy các bác sẽ dùng được là hai sim, hai sóng này, có game cuộc gọi này. Đấy, thì các bác có lựa chọn con này. Bản Việt Nam này thì có hai chiếc, một chiếc 8.4 và một chiếc 8.7. Chiếc 8.4 này thì hình thức của nó trông nó hơi xấu một tí các bác nhá. Đấy, trông vỏ nó hơi xấu một tí nhưng màn hình các kiểu sáng trưng luôn, đẹp luôn các bác nhá. Thì cây này là 8.4 này. Đấy, bản này là bản 8.7 này, Samsung Việt Nam. Đấy, các bác sẽ dùng được là hai sim vật lý, có game cuộc gọi, có hỗ trợ 5G. Đấy, pin của nó vẫn 5000, RAM 12GB và bộ trong là 128GB bản Việt Nam các bác nhé. Cây này thì hiện tại giá đang là 8.4 và 8.7. Cây 8.7 này thì hình thức của nó đẹp hơn này. Đấy, đẹp hơn. Cũng có phẩy một chút góc các bác nhé, cũng có phẩy xước một chút này. Nhưng cái này là không đáng kể. Đấy thì cây như những cây như này là 8.4 đến 8.7. Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đây chính là cái lốt S21 Ultra mà bên em đang có. Ok, và sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì chính là cái siêu phẩm S22 Ultra rồi. S22 Ultra thì trong mấy ngày vừa qua phải nói thực sự cảm ơn các bác ủng hộ rất là nhiều. Ngày hôm qua thì em không lên sóng nhưng mà các bác vẫn mua S22 Ultra rất nhiều luôn và hàng lượng hàng nó vãn đi trông thấy luôn các bác nhá. Hôm nay thì còn những chiếc nào thì em sẽ quay lên cho các bác. S22 Ultra hiện nay em đang có phiên bản Hàn, phiên bản Mỹ và phiên bản Việt Nam. Đầu tiên là bản Mỹ trước đi. Đấy, hàng đẹp nét nẹt 99,69%. Đẹp như một chiếc máy mới, hai con màu đen. Đấy, hai con màu đen huyền bí này. Cái này là đen sần này các bác nhá. Đen này đen sần. Đấy, đen sần. Thì bác nào mà thích một con máy đen sần thì các bác lựa chọn con này. Viền vùng các kiểu đẹp, nó keng luôn, nguyên siêu viền đi nông dây bóng luôn các bác nhá. Con này thì bản của nó là bản dung lượng 512GB. Hiện nay thì 256GB thì em đã hết hàng rồi. Đấy, còn lại là 512GB, RAM 12, chip Qualcomm 8 Gen 1, pin 5000, 2 sim 2 sóng, hỗ trợ 5G. Rồi con này thì được màn hình 6.8 inch, 2K+, 120Hz. Nói chung cấu hình của nó thì quá cao rồi các bác nhá. Tầm tiền này thì các bác mua S22 Ultra là quá hợp lý rồi. Bởi vì sao? S22 Ultra thì nó cái cấu hình nó rất là mạnh, thiết kế đẹp,
thiết kế của nói chung là S24 bây giờ nó cũng chỉ thiết kế như này thôi. Con này thì hiện tại đối với bản phiên bản 512GB, hai cây em đang cầm trên tay đây đang có mức giá là 14.200.000, hai cây phiên bản 512GB các bạn nhá. Còn một cây 512GB cũng là bản Mỹ như này, nhưng mà cây này giá chỉ có 13.200.000 thôi, rẻ hơn 1 triệu so với hai cây kia. Bởi vì sao? Bởi vì hai cây này thì trước đây nó là cây này thì bản chất trước đây nó cũng là hàng đẹp keng, nhưng em đã bán cho một bác thì bác ấy dùng được khoảng tầm 2 tháng thì bác ấy lại cần tiền bác ấy bán lại. Đấy thì em lại thâu lại thôi, thì cây này nó bị xước một vết này. Đấy nó bị xước một vết trắng trắng này này. Đấy còn lại thì nó chả làm sao hết và rất là đẹp các bạn nhá. Đấy nó chỉ xước đúng một vết thế thôi. Rẻ đi 1 triệu, cây này giá là 13.200.000. Còn ngoài ra thì em đang có cả phiên bản Việt và phiên bản Hàn. Phiên bản Hàn thì cũng gần hết rồi, cũng không còn nhiều nữa. Đây, giới thiệu cho bác phiên bản Việt trước. Con này là phiên bản 128GB các bác nhá, dung lượng chỉ có 128GB thôi, nhưng nó là phiên bản Samsung Việt Nam. Đấy, hai SIM vật lý và có hỗ trợ game cuộc gọi. Thực tế thì 128GB thì nhiều bác cũng chỉ lưu đến thế là cùng. Đấy các bác nhá, mà lại dùng được hai SIM vật lý để game cuộc gọi này, giá này 11.800.000. Con này thì hình thức của máy thì em đánh giá nó tầm 96%, góc thì hơi cấn nhẹ các bác nhá. Đấy, góc hơi cấn, góc này đẹp này. Góc hơi cấn nhẹ đây, hơi cấn siêu nhẹ không đáng kể, cái này thì gọi là xước sát tí theo thời gian chứ không đáng kể các bác nhá. Đây. Đấy, góc nó chỉ hơi cấn siêu nhẹ như vậy thôi. Còn lại thì máy zin đẹp, chuẩn chỉ các chức năng ngon lành cảnh quất, không có một cái lỗi lầm gì. Con này là phiên bản Việt Nam này. Đấy các bác nhìn này, hai mây này, hai mây. Hai SIM vật lý luôn. Con này thì pin của 5.000 cũng thế các bác nhá. RAM thì 8 trên 128GB. Cây này 11.800.000, bản Việt Nam, hai SIM, có game cuộc gọi, 11.800. Và ngoài ra thì em còn vài cây S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc giới thiệu lốt cho các bác, còn đúng 3 chiếc thôi chứ cũng chẳng còn nhiều đâu. Đấy, giá thì rất là êm luôn nên các bác cũng ủng hộ rất là nhiều. Đây chính là S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc, thì về cơ bản nó giống hệt bản Mỹ luôn, nó không khác một cái gì. Nó chỉ khác một cái là cái bản Hàn Quốc này nó chỉ dùng được một SIM thôi. Nhưng ngược lại thì lại có hỗ trợ game cuộc gọi, và cái phiên bản Hàn Quốc này thì bộ trong của nó là 256GB. RAM 12 các bác nhá. Đấy các bác hiểu rồi. RAM 12 và bộ trong là 256GB. Màn hình thì đương nhiên là số sáng quá đẹp rồi. Máy thì đẹp tầm 99%. Con màu đen 13.200.000 này đẹp 99% các bác nhá. Đấy 13.200.000 đẹp 99%, không một vết xước nào luôn. Con này gọi là hàng A rồi, hàng A cộng rồi. Đấy, hàng A cộng. Con này thì 99%, 13.200.000. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok, màn hình sáng trưng luôn, đẹp, phiên bản Hàn Quốc, ghi âm cuộc gọi. RAM 12 256GB. Bác nào dùng một SIM thì các bác có thể lựa chọn phiên bản Hàn Quốc này. Đấy thì cây này là giá 13.200.000 các bác nhá, đẹp 99%. Còn ngoài ra thì có một cây 12.800.000 thì cây này cũng gần như là đẹp 98%. 12.800.000 98%, cây màu xanh, cũng là con máy cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong clip ngày hôm nay. Bác nào cần thì các bác nhắn tin qua Zalo cho bên em để đặt hàng các bác nhá. Đấy tình trạng như nào bên em báo rõ luôn trong clip, và giá cả công khai luôn nên các bác không sợ đắt sợ rẻ gì. Nhiều bác thì đi mua máy thì các bác cũng rất sợ là cái tình trạng là nhìn người đấy, nhìn người báo giá các bác nhá. Nhưng bên em thì đặc biệt là không có cái chuyện đấy. Bên em giá công khai đằng sau này nên các bác đến cửa hàng là các bác dù biết về máy hay không biết về máy thì giá nó cũng là giá công khai luôn. Đấy, bác biết hay bác không biết thì cũng cái giá này. Đấy các bác nhá, chứ không có cái chuyện là đọc một đằng bán một đằng mà giá một nẻo đâu. Đấy là cái điều không bao giờ các bác nhá. Và đây cũng là bác nào mà cần đặt hàng thì các bác nhắn tin Zalo cho bên em. Và đây cũng là con máy cuối cùng mà em giới thiệu rồi. Đó, ok, clip của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.